bạn chẳng là nhóm miền sầm nô khá xua này cô dạ bạn chẳng này cô cực tha đầm bay rúa sao mà nốt trời cài khá đầm bay rúa mà nốt trời ca à ha bò để phố cho mùi nâng ca đọt đằng hàm bà à ha bò để phố cho mùi nâng ca đọt đằng hàm dạ bạn chẳng này cô cực tha tệ tông tận nâng ca bò để phố à ha nâng ca đọt đằng hàm này cô cực tha mùi nát ra sầm can chiến nhưng cực tha sầm can đằng phí sầm khăn tầng pì bà chẳng mà nấu cứ trơ ca tầng pì cứ trơ ca cà bò được khô cả há nâng cà đỏ tầng hàm phần tai tệ tôn tân nâng cà ta tầng pì nâng nè cụ thợ lợp lưới thà ta mà nấu ai ở đại hà bàn bài chi vào màn thằng ấy bài chi ở đại bài chi 30 thằng ấy vì chưa ra mấy bà chẳng mà nấu cứ ai ở đại hà và chỉ ban tầm mùi sáp đài nên cứ ba ai nấu rượu ban vận tải tệ tôm tận năng cả đỏ đằng hám cứ mà nấu mình ai ở đằng hám lướt pí pram để tì thì và chưa mà sùng và vận tải còn mình lại là ai ở đằng hám lướt đằng đài và chẳng cứ khởi tha cả đỏ đằng hám nó cứ miền sài gòn khăn khăn một phần trong phố mà nấu bạn chẳng tệ tông tâm nâng cao đọt đằng hàm ít ngay nên nhóm nâng miền vì sao khắc lát ơi chỉ môi nâng lại cổ tệ tông tâm nâng cao đọt đằng hàm và anh khu chong cho rùm vì sao đấy chà chong và chẳng tệ tông cao đọt đằng hàm ta này cụ rõ ngay nâng này cụ đọt đằng hàm mạch đáy nhóm đọt đằng hàm chỗ chỉ môi nâng đọt đằng hàm chân đọt đằng hàm chỗ nâng đọt đằng hàm chân chẳng ấy và chân cứ đọt đằng hàm chỗ dương sâu vô sò chỗ nâng đọt đằng hàm chân cứ dương và mình chân sò mà mình bạn chân này cô cất hạ đọt đằng hàm chỗ nâng đằng đọt đằng hàm chân những việc khóc này giờ mày đại nhưng cất hạ về dương đọt đằng hàm chỗ hòa tập và hai chỉ sẽ tâm lập hiệp tiệp chiêng dương đọt đằng hàm chân và hay khóc cái đấy tiết này cô đằng ấy khóc cái này lơ smart thiệt này Usman khóc khnết từ lứa sự mạn thiết này Usman bà hai năng khóc khnết từ lứa xây tòa nhà phiệp bà này cho đằng hàm bà chân tệ tâm thân năng cao khóc khnết nâng nhom nâng bằng hai nhom pì sau tí mũi bà đại dương nâng phơi ca triệt thiệp khnết bà đầu viên xây tòa nhà phiệp này cho đằng hàm chỗ nâng xây tòa nhà phiệp này cho đằng hàm chảnh bà này cụ nâng phơi pì sau tí mũi nhom đằng ngọc khnết bà chân này cụ ai sao là bong mơ mới tha ta cho lần hàm châu bọn này cũ hay đang cho lần hàm chân bọn này cũ ai khó khăn niềm bệnh đái hay này cũ sao là bong thua can tu tiền bọn này cũ ai sao là bong đọt lần hàm mới và hãy về đại đọt lần hàm chân châu nước này cũ phở đại đi tục cho mọi thứ hay này cũ ai ban bảo màn mơ mới ra những cách hàng cho đọt thằng hàm chỗ sẽ toàn là việc tiệp chiên đầy dưỡng đọt thằng hàm chân bố ấy bây dưỡng đọt thằng hàm chân mà bạc đầy dương tới đầy dưỡng mẹ lòng thả hiện cắt đầy hiện cắt đầy bà chân này cũng kịch thà thằng hàm chân nắng viết sẽ toàn là việc viết đầy chiên cho thằng hàm chỗ bà chân đầm bay bánh chạy chân phô ca tu ti bà này cố nhóm nâng miền vì sao mỗi hai ca vì sao nít cưng nghe gì chân cư dương miền xong rồi đấy ạ bà nghe mối cứ dương pra tem một mái và dương phở tầm mùi nâng ấy và tem một mái hai thôi rồi bị mạch ấy chân ngay này cô đang tem mái này xem thử ấy vậy vó sợi tơ nạp hiểm bà vó sợi tơ nạp hiểm chân đầm bay triệt thiệp cầm rắt sợi tơ nạp hiểm này đằng hàm chân nhân đằng hàm châu bán cứ dương pra tem một mái nâng đầm bay vó bà chân này cô đang tha đằng hàm châu dương sâu vô ở bà mạng cho pin á bị bại giả ca và bị khăn ông bại giả ca cứ nơi chung vinh luôn dương nằng chân đập bay đăng ông pi xây tòa nạp hiệp nắng cứ dương do tèo mát vo xây tòa nạp hiệp nơi chung vinh luôn dương nằng và chân này khu ai an mớ cả ta xây tòa nạp hiệp nắng ông màn đấy pro hai chi mà phải bay mà phải bay mà phải bay chân và này khu an nắng này khu mơ dương mấy mơ chậm nói cả ho mang lang đo cầm nút ná dân an trầm trầm cầm nút năng và chấn bà trời ấy bàn tay bom rong và giặt môi tiết nó về đại dương an theo một mạch nắng sầm khán cứ dân đạp nét bò dương ở trong tận nắng
chẳng mạnh năng bà ấy xa mạng ước nìa dương ọt mơ khẳng kào chế rư có ọt mơ lời chế hề bà này bà dương cư ơi thử xa mạng chú mùi năng cầm rật năng bà toàn ấy chẳng này cú chẳng này cú khơi mắn mập hay bay ông xa xê mập hay bay ông xa xê chẳng mình đây tha xa lòng hàm chô bà dương năng mập hay bay ông xa xê bà hay mùi tiết đâm bay đang làm bì xa cho nạp hiếp này đằng hàm chánh cư nhóm năng ai này cú độ năng hàm và chân cho lần hai mà nó cũng một bạc cho mỗi lần còn đoạn này và chân đọc bài đăng thá cho lần hai mà chân nắng bộ màn và toàn là nữ toàn chân này cũ penis này cũ tục cho một chết đồng bài cùng ai cho nắng bia sai và hai nhóm đang đặt theo một mát nơi chấm bị mục cho một này cũ hai dương đang mưa đang ngọt nếu là ta dậy toàn là phía bộ màn hai nhóm đoạn lần hai bộ màn đoan rồi ở tràn đòn thì đồng bây ở cho nắng mập pa cần đọt nắng bám tràn và vô lấy này cũ vô và lấy dương đầm nào cá chặt đá và tội nữa này cũ bà là dương bà là tập hỏi đấy thì cô ấy mưa phim liếm mà mán mà phải pram đó chà mà phải pram ông xa xe bà chẳng này cô ấy clip thiệp bà nét mình để đâu ông ta nâng cho nơi khăn ông bà giả cả nâng cho mưa cho lần hàm chanh bà này cũ rồi bì bì sao tới nhóm ai sau này tham tha chấm lại nhom môn đang bật chỉ trầm trời đằng hàm chỗ cứ mình sẽ toàn là phết tiệp chieng đằng hàm chèn đằng hàm chỗ và mình sẽ toàn là phết tiệp chieng đằng hàm chèn đằng hàm chỗ dương mấy mập hay bay ông xa xê hay đằng hàm chèn cứ mập hay pram ông xa xê và chăng theo tôi nâng cao bị sao mà nhớ dương khởi thà cho đằng hàm chỗ cứ mình sẽ toàn là phết tiệp chieng cho đằng hàm chèn và nè tầng óc nếu có ai vừa ca vì sao triệt thiệp xây tân áp thiệp nay sau lần hào bàn đá đại dương pra theo một mạch đi và hơi sâu mình chạy tha là pena đại dương phương vì sao đi là sọc dương cư xây tân áp thiệp bởi dương ba đường cả đại dương tịch chân dùng vua ca triệt thiệp cho lần hào nâng miên ca khóc nia cầm rắt này ca khóc nia nâng bẩn tịnh bẩn tuổi và chân bàn tay dùng vua protein đại là miên xây tân áp thiệp tổ chức cư dân ai triệt thiệp thưa ca học này nấng và bàn trà bàn chăng sông chi diêm an vật tầng học này bàn chăng và to pi dương bàn bị sao tì môi rồi giấy mà chăng mấy nhà cư dân sao bị ấy kì dương trong triệt thiệp tầng hàm sẽ tăng lập thiệp tầng hàm chánh nấng sẽ tăng lập thiệp tầng hàm châu và sẽ tăng lập thiệp tầng hàm chánh nấng tầng hàm châu mánh khơi mạch đáy này cũng là tập hóa khơi tha sẽ tăng lập thiệp tầng hàm chánh việc bù chiếng sẽ tăng lập thiệp tầng hàm châu và bà chẳng sẽ tăng lập thiệp tầng hàm chánh nấng việc bù chiếng tầng hàm châu và hai trang xu bị chạy này cô mánh đây này cô tha tầng hàm chánh nấng tầng hàm châu nấng khó nên lợi cái lát mánh khó nên lợi sẽ tăng lập thiệp và cho mỗi nâng sma thiệp sma thiên nơi khnóng cho lần hà chẳng bà chân trong xua và chuyện này cố tha này cố cất tha sma thiên nơi khnóng cho lần hà nâng miên ấy là miên oxygen chỉ muốn nâng usman carbon này chân bàn mà ăn sma thiên nơi khnóng lần hà chân những hàm chỗ này cố cất tha miên oxygen nâng usman carbon này bà chân cả tôm ta nâng bàn mà ăn usman là miên nơi khnóng cho lần hà chân những lần hà chỗ và cứ miên oxygen nâng usman carbon này hay xong bị chạy tha dương miên usman xe chỉ làm tiền và vận tải là dương năng vừa vì sao vận tải tiền ấy cứ dương khoản ta vận chạy ông pi phiệp khó khăn là vì ông paraman usman oxygen năng usman cả vấn đề này cho lần hàm trái năng lần hàm châu chân usman xe tiết dương ngọt bán vừa cả vì sao đây và chân vì sao đồng bộ ấy cứ nhom năng nòm lại cũ triệp thiếp ông pi paraman usman oxygen này cho đằng hàm trái nắng đằng hàm châu và chân usman oxygen tam này khu kích là đằng hàm trái nắng đằng hàm châu và mùi ná đá
miền bà là màn ổ dàn tràn chiến. Nhưng cách thà đằng hai ông cứ bà là màn ổ dàn tràn chiến bà là màn ổ dàn này dừng đọt đằng hai ông chân. Bà, chẳng là khu cách thà đằng hai ông chố miền bà là màn ổ dàn tràn chiến đằng hai ông chân. Bà, chẳng đâm bay đằng thà ca chlòi bà này khu trâm trơ rư gọt bà dương nâng thua ca bị sao chùm mùi khá nì. Bà, đa đầm nà ca bị sao thay nâng xong và rẻ nâng cư nghe nghe đọt đá. Mình thấy thay nhau miền cáo và xong và rẻ nâng cư miền cáo để miền tùm hùm đôi khá nế chùm nuôn bì. Bà này cứu khơi nhé, tùm hùm đôi khá nế bì. Bà dân miền chơi cú. Bà, chẳng nhìn miền chơi cú nông nế. Bà, hay dân miền tiền. Bà, tiền chẳng cứ dương miền xong rồi bày nắng đài dương đầm nà ca. Bà, chẳng nhóm nâng bằng hai pi đầm nà ca ta đón nè khú. Bà, ta bóng cứ nhóm nâng thua ca ọt tiền nì. Bà đã nơi lừa tóc chùm đồn pi đàm nắng. Bà đài ở xong bà chạy thà tiến cứ dương dò tiến là miền tùm hồn bôn khá nía. Bà bảo bà ấy nâng có xa mà khá nía đài. Hay dương kích ta lơ ở tục là bữa này cả chạy nó có bữa này chẳng hãy nó có ỏi đôi khi nìa. Bạn dạy ruộng cứ thông bạch ỏi pi nó cứ đôi khi nìa tiền pi nè. Và tốt bây nhóm bạn đọt thái nhóm đọt pi nó bạn nhóm nâng pra cao dùm đồn pi ní cọp từ lửa tiến từng pi nè. Và đã cao muối cứ nhóm nâng mình này là nhóm ạc miệng đại thế cứ miền cho nó nơi khả nông chung với mà giật than chung với dương nè. Chắc là nắng là cụ đang ăn đầm nàng ở cho lại kì cho đằng hàm trồ ba đằng hàm trồ chẳng cứ đằng hàm trồ cứ chia đằng hàm này dương độ sờ biểu cho pi chung với khuôn dương này chắc là nắng cứ ăn bên đấy cứ đầm nàng ở cho đằng hàm trồ mùi tiết cao mùi tiết cứ nhôm nâng ao này cứ mình chân đằng hàm trồ từ khăn cao nè ba đằng hàm chân và này cứ trồ đằng cao nè chắc là nắng cứ đầm nàng ở cho đằng hàm chân ba đằng hàm chân. Bạn chẳng là khu bạn vô bị đầm nà cá ấy. Bạn chẳng dương nâng chạp bạn nào đầm nà cá. Bạn ta tập bốn cứ bà nhóm bà đập bay nghe sửu cũng ai cho lắm. Bà nhóm nâng bật dòng qua từ lửa cao này. Như mùi như mùi chẳng cao này cứ nhóm bật lệch muối. Bà cao lệch muối chẳng là nâng đầm nà ở chó. Chó đằng hàm châu. Bà đằng hàm châu cứ chó bà giả cá không. À bà hơi mùi tiết bài cài một tiết nhung bật lịch pí nằm nàng cho nàng hàm chành bà nằm nàng ở chó nàng hàm chành chẳng tiến cái dương miền pí đấy chẳng này cứ chạm chuối chuối anh hỏi tiến của dương thơm mắt ơi cá chay bỏ về nướng và hạ vài cái này. Và chẳng khơi về chạy tư và hai cái này và chẳng dưỡng đặt vía tỏ vía này cũng và sợ chứ và chẳng này cũng càng cao nó ngay này cụ độ đằng hàm màn đỏ và ai ban tràn đòn thì tới đằng hàm chanh bàn cụ ở chỗ đằng cao nó hay về đặt crop với những crop mà cái này chỉ một nhóm đằng khẩu cao thì mũi này cụ khẩu cao thì pì mà bạn ấy và chẳng dương là mờ cà chê hay bỏ tiền và những mạch đá này cũ khơi những mạch đá sân cát khơi thè cao đài những plom cho châu tới đọt thằng hai châu tới cứ ở lột muốn ở lột muốn
ក៏ដែរអត់មានបានកៅទី1ដែរអត់មានប្លុំដង្ហើមចូលលេងអញ្ចឹងគ្រូសន្តានបានថាម៉េចអឺការសន្តានរបស់ខ្ញុំគឺបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងដកចូលគឺច្រើនជាងបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងបញ្ចេញមកវិញបាទអញ្ចឹងបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលដង្ហើមចូល វិជ្រានជាងបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៃដង្ហើមចេញដោយសារតែចំហេះវាលុតមុនបាទចាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងវត្តមាននេះគឺយើងបញ្ជាក់ដោយការចំហេះនៃភ្លើងទៀនអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺចំហេះនៃភ្លើងទៀនគឺវាឆេះបានដោយសារមានវត្តមានរបស់អុកស៊ីហ្សែនបាទហើយយើងឃើញប្រៀបធៀបថាកៅលេខ1និងកៅលេខ2គឺកៅលេខ2ដែរអ្នកគ្រូបានដកដង្ហើម ចេញនៅគូបញ្ចូលក្នុងនោះគឺវារលត់មុនមានន័យថាអុកស៊ីហ្សែនតិចជាងអុកស៊ីហ្សែននៃកៅទី2តិចជាងកៅទី1ចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខ្យល់ដង្ហើមចូលមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនច្រើនជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដោយសារយើងមើលទៅលើចំហេះរបស់ទៀនចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវិសោធន៍នេះគឺយើងបានឃើញហើយខ្យល់ ដង្ហើមចូលគឺមានបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនបាទច្រើនជាងខ្យល់ដង្ហើមចេញបាទដោយសារតែនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺយើងស្រូបយកនៅបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងហើយសារពាងកាយរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បរិមាណអុកស៊ីហ្សែននេះដើម្បីដំណើរការសារពាងកាយរបស់យើងទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញមកវិញគឺនាំយកនៅបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែរបាទដែលមានបរិមាណតិចតួចជាងខ្យល់ដង្ហើមចូល បាទអញ្ចឹងសូមព្យាយាមធ្វើការអនុវត្តដោយដែលខ្ញុំបានពិសោធន៍បង្ហាញហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្តពីយើងបានពិសោធន៍ពីមិញតកតងទៅនឹងយើងប្រៀបធៀបខ្យល់ដង្ហើមអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទមិញហ្នឹងយើងពិសោធន៍អំពីការប្រៀបធៀបបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៃដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញឃើញថាមិនដែរលោកគ្រូឃើញថាបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងដកចូលគឺច្រើនជាងបរិមាណដែលយើងបញ្ចេញបរិមាណ អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រមាណអុកស្មានអុកស៊ែនខ្យល់ដង្ហើមចូលច្រើនជាងប្រមាណអុកស្មានអុកស៊ែននៃខ្យល់ដង្ហើមចូលបាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្រូពិសោធន៍មួយទៀតដែលអ្នកគ្រូថាខ្យល់ដង្ហើមគឺមានអុកស្មានកាបូនិកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងពិសោធន៍ដើម្បីបញ្ជាក់វត្តមាននៃអុកស្មានកាបូនិកបាទការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានសម្ភារៈមួយចំនួនបាទដែលនេះ ទីមួយនេះគឺខ្ញុំមានទឹកកំបោរថ្លានេះបាទនៅក្នុងកែវហ្នឹងបាទខ្ញុំមានបំពង់សាខ្ញុំមានបំពង់សម្រាប់បឺតយកទឹកនេះបាទយើងប្រើមាន ពំពងបឺតបាទអញ្ចឹងសំភារៈរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការដល់អ្នកគ្រូចា៎បាទជាដំបូងគឺខ្ញុំនឹងបឺតយកទឹកនេះដាក់ចូលពំពងសាកចំនួន 2 នៅក្នុងបរិមាណហ្នឹងប៉ុនគ្នាបាទបន្តមកខ្ញុំប៉ុណ្ណាទៅប៉ុនគ្នាបាទប៉ុណ្ណាក៏បានដែរនៅចន្លោះប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យ 2 ហ្នឹងប៉ុនស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាបន្តមកខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូប្រើពំពងបឺតនេះ Và 1 Còn cái này này Đó thôi Hành Và Còn đấy Chà Và Chân dương bàn
tập cầm bào thà nó không bằng phong sát tiền pì và chẳng này cô cần bằng phong bờ ní anh này cô chẳng lý nhiều bạn miền thuê thế nhưng tục từ đài và này cô đặt bằng phong bờ trốn anh này cô plom sao lần hai ông chơi bọn này cô nó trốn từ không ở bằng phục không tập cầm bào thà này cô đại đó lắm đại trốn không tập nắng và này cô plom và đại trốn chờ đi đó và chắc là plom và plom và dương ăn cũng nói về lấy dương plom và tiệt mà tiệt đấy đúng và chẳng bàn đấy này cũ và dựng đặt một bụng bờ đầu mỡ chẳng là dương đứng vừa cao priệp thiệp cái mờ này cũ khơi nhé và chẳng và to bị dương vì sao thấy này cũ sẵn kết mờ bằng bụng xạ thằng bì nâng dần mạch đấy bằng bụng xạ thằng bì nâng cứ khóc khả ở bằng bụng xạ môi ní cứ bò lọ cứ lọ hay bằng bụng xạ môi ní cứ hiện thà thà và anh chẳng bắt đầu bị từ tổ ban lạt phò bị sao đấy nên cô sẵn thàn bàn thầm mấy cào bị sao thay nhầm sẵn thàn thà bầm bông sạ đại nhầm plom cho tới cứ miền vật miền Usman cao một nịnh cho tập ba chục muốn tập cả bảo thà nó thôi ao viên nó làng lọ và làng lọ và anh chẳng cười nào bầm bông sạ đại là cô bán plom cho lần hàm chân những châu được con đồng bông sạ nó cứ thôi tập cả bảo thà rồi chia lọ vinh và chăng tệ tông từ nâng cao vì sao ní cứ dương trong bằng hai thà sao tiền cai bờ dương nâng từ bệnh tranh nơi Usman cao vấn đích tại chiều Usman pol lớn tam về dạ cho ở đằng hàm tranh bờ dương tranh máu cai vinh chăng phần sân ba sao tiền cai bờ dương mình ban bệnh tranh nơi Paraman Usman cao vấn đích đã miên nơi không sao tiền cai bờ dương thế sao tiền cai bờ dương nâng miên bằng hà và tệ tông cao pol gãy bù Usman cao vấn đích cứ chiều Usman pol mùi và đã trở bằng chân mà chỉ tiền tuột tám cho lần hàm chân và chân nè tụi ngọc này ai chỉ dùng tụi cả nó vọt tám xong rồi đẹp nhìn nhìn ít hay phần sân là ọt bằng phụng xạ thế tụi ngọc này ai cho đâu xong rồi đẹp ở với đây mình lại nặng và hai tụi nâng bằng phụng xạ này.